Xin chào quý vị khán giả đến với chuyên mục giải đáp câu hỏi nghiệp vụ của kênh ITC Channel của trường cán bộ thanh tra. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với cô Phạm Hồng Lương, phó trưởng khoa nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ cùng chia sẻ với quý vị khán giả những nội dung liên quan đến trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại theo trình tự rút gọn và thụ lý khiếu nại đối với thông báo không thụ lý. Xin chào cô Hồng Lương ạ. Xin chào cô Hà, xin chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa cô Lương, theo quy định của luật khiếu nại năm 2011 và theo quy định tại nghị định 124 năm 2020 thì chúng ta có quy định về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại bao gồm có 3 bước đúng không ạ? Thụ lý này, là xác minh này, ban hành gửi công khai quyết định giải quyết khiếu nại, lập và quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại. Thế tuy nhiên thì trong luật khiếu nại năm 2011 thì chúng ta có quy định về quy trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại theo thủ tục rút gọn. Cô Lương có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả về quy trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại rút gọn theo thủ tục rút gọn là như thế nào được không ạ? Như cô Hà cũng vừa nêu với chúng ta đấy, đó là theo luật khiếu nại theo nghị định số 124 thì cũng đã quy định rõ đó là trình tự thủ tục giải quyết một cái vụ việc khiếu nại gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành xác minh cái nội dung khiếu nại. Và bước thứ ba là ban hành và gửi công khai quyết định giải quyết khiếu nại, rồi lập và quản lý hồ sơ khiếu nại. Quý vị và các bạn có thể nhìn trên cái quy trình tóm tắt mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị ra đây. Thế thì đấy, bước thứ nhất là thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại. Thì trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện thụ lý. Điều kiện thụ lý đối với khiếu nại đó là khiếu nại phải thuộc thẩm quyền và phải không thuộc điều 11 của luật khiếu nại. Thế thì trong khi kiểm tra các cái điều kiện thụ lý sẽ xảy ra hai trường hợp của hạ. Trường hợp thứ nhất là nếu khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì chúng ta sẽ thông báo là không thụ lý. Còn trường hợp khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ bị khiếu nại. Thì khi chúng ta kiểm tra thì có thể xảy ra các cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu khiếu nại đúng đủ cơ sở để kết luận nội dung khiếu nại ngay. Thế thì trong trường hợp này là người khiếu nại họ khiếu nại đúng, hay nói một cách khác là quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật. Và ở đây chúng ta có đầy đủ những cái cơ sở. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta đi kiểm tra lại quyết định xử phạt vi phạm hành chính chẳng hạn qua, mà trong cái quyết định đó mà chúng ta thấy rằng là nội dung và phạm vi điều chỉnh nó trái pháp luật. Ví dụ như là thanh tra viên trong luật xử phạt vi phạm hành chính đấy, thanh tra viên thì chỉ được xử phạt đối với cá nhân là 500 và tập thể là 1 triệu. Thế đến một lúc nào đấy thì thanh nhân viên này nhầm lẫn, giả sử như là lại đi xử phạt cá nhân để 1 triệu chẳng hạn, đó là vượt quá thẩm quyền. Thế và người ta khiếu nại là khiếu nại đúng rồi, quyết định hành chính, hành vi hành chính sai rồi. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là nhìn vào cái quyết định xử phạt đấy, chúng ta thấy rõ những cái điểm sai rồi, chúng ta không phải đi xác minh nữa, có nghĩa là ta bỏ qua cái bước thứ hai, đó là bước xác minh nội dung khiếu nại của hạ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó là việc quy trình rút gọn. Chúng ta chỉ có bước thứ nhất như cô Hà đã nắm được đấy, đó là thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại và bỏ qua bước thứ hai, và có bước thứ ba đó là bước ban hành, gửi và công khai quyết định. Đó là bước ở trên mô hình thì tôi đã nêu là bước kết thúc giải quyết khiếu nại. Thì đó chính là cái nội dung giải quyết khiếu nại theo trình tự rút gọn. Đấy, đầu tiên chỉ có, đầu tiên là 3 bước, nhưng bây giờ bước thứ hai chúng ta không phải thực hiện nữa thì chỉ có 2 bước thôi, bước 1 và bước 3 thôi. Thì đấy chính là trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại theo trình tự rút gọn. Vâng, tức là như ban đầu cô Lương chia sẻ là chúng ta có 3 bước đúng không ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta chỉ còn 2 bước thôi. Theo thủ tục rút gọn là chỉ có 2 bước thôi. Bước đầu là thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại. Bước thứ hai là chúng ta sẽ ban hành, gửi công khai quyết định giải quyết khiếu nại, lập quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại luôn, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng, cảm ơn câu trả lời của cô Lương ạ. Thưa cô Lương chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi ạ, và có cùng một cái nội dung, cùng một cái ý kiến ạ. Đó là liên quan đến cái việc giải quyết khiếu nại đối với thông báo không thụ lý khiếu nại.
Đối với thông báo không thụ lý khiếu nại thì có hai cái ý kiến đặt ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng là cái thông báo không thụ lý khiếu nại này nó cũng là một cái quyết định hành chính. Thế cho nên là chúng ta vẫn phải thụ lý, chúng ta vẫn phải giải quyết. Còn cũng có ý kiến cho rằng là thông báo không thụ lý này là chúng ta khi mà chúng ta ban hành là chúng ta đã dựa trên điều 11 của luật khiếu nại rồi. Thế cho nên là nó cũng không phải là một cái quyết định hành chính, hay nó cũng không mang một cái tính quyết định nào cả. Thế cho nên là khi mà nhận được cái khiếu nại đối với thông báo không thụ lý, chúng ta sẽ không giải quyết. Thế thì theo ý kiến của cô Lương về vấn đề này như thế nào ạ? Bởi vì thực tế thì chắc là cô Lương cũng nhận được những cái câu hỏi giống như vậy rồi đúng không ạ? Rất nhiều các trường hợp là người khiếu nại, người ta đi khiếu nại về một cái quyết định hành chính, một hành vi hành chính nào đó. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta xem xét điều kiện thì chúng ta thấy rằng là không đủ điều kiện, và chúng ta ra thông báo không thụ lý và người ta khiếu nại luôn đối với thông báo không thụ lý này. Thế thì ý kiến của cô Lương đối với vấn đề này thế nào ạ? Rất là cảm ơn cái ý kiến của khán giả và ý kiến của cô Hà. Quả là đúng như cô Hà nói, tôi cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi, cũng như là khán giả đã hỏi về vấn đề này, thì đúng là có hai luồng ý kiến khác nhau. Về bản chất thì chúng ta phải hiểu như này, đối với một cái đơn khiếu nại mà gửi đến cơ quan có thẩm quyền, thì cơ quan có thẩm quyền trước tiên người ta muốn xem xét cái điều kiện thụ lý, xem là cái đơn này có đủ điều kiện thụ lý hay không, thì người ta đã xem xét rất kỹ và căn cứ vào điều 11 của luật khiếu nại năm 2011 đấy, thì là có 9 khoản đúng không ạ? Thế và nếu vi phạm một trong 9 khoản đó thì người có thẩm quyền họ sẽ có một cái thông báo cho người khiếu nại biết rằng là thông báo đó chính là thông báo không thụ lý. Vậy thì người khiếu nại người ta cho rằng cái thông báo này ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của họ, họ lại làm đơn khiếu nại chính cái thông báo này. Thế thì như vừa rồi cô Hà cũng đã nêu đấy, đó là có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là khi mà xem xét cái điều kiện thụ lý thì người ta đã căn cứ vào điều 11 của luật khiếu nại rồi, đúng không ạ? Thế nên là ở đây người ta không giải quyết cái đơn này. Thế nhưng quan điểm thứ hai, người ta cho rằng cái thông báo không thụ lý này nó cũng mang tính quyết định, đúng không ạ? Và người ta có thể coi như đây là một cái quyết định hành chính. Thế thì theo đối chiếu, theo khoản 1, theo khoản 8 mà điều 2 của luật khiếu nại năm 2011 thì thông báo không thụ lý nó cũng mang tính quyết định hành chính, thế nên là nó thỏa mãn cái điều kiện thụ lý. Thế chính vì vậy nên chúng ta cũng phải xem xét để chúng ta sẽ thụ lý và giải quyết cho người khiếu nại. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng riêng đối với thực hiện cái việc giải quyết khiếu nại như trên tôi và cô Hà cũng đã phân tích với khán giả rất là kỹ rồi đấy ạ, thì cái bước mà tiến hành xác minh nội dung khiếu nại thì chúng ta thấy rằng là trong cái bước này chúng ta không phải thực hiện, tại vì trong cái thông báo là không thụ lý ấy, thì người ta cũng đã căn cứ, đã xem xét rất là kỹ 9 khoản của điều 11 rồi. Thế chính vì thế nên là chúng ta sẽ thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại theo thủ tục rút gọn không qua xác minh, đó là từ 3 bước bây giờ chúng ta rút gọn lại chỉ còn 2 bước, đó là bước thụ lý chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại, và bước thứ 3 đó là bước ban hành gửi công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập và quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại như tôi và cô Hà cũng đã nêu ở trên đối với khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của cô Lương ạ. Buổi phát sóng của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây, rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.